chúng ta hiện nay nhìn thấy chữ này lập tức liền nghĩ rằng tâm là ở chỗ này là trái tim đây là nhục đoàn tâm cái tâm này là không có lợi ích không có công dụng đây là sai lầm kinh lăng nghiêm vừa mở đầu thế tôn liền hỏi tôn giả an an ông lúc mới phát tâm vào cửa phật là do nhân duyên gì Ngài rất thật thà Trả lời Thế Tôn Ngài nói Con nhìn thấy tướng hảo của Thế Tôn Tướng này quá đẹp Tướng này dứt khoát Không phải do cha mẹ sanh ra Nhất định là do tu hành thành tựu Con thường nghĩ về vấn đề này Cho con cũng muốn được tướng hảo như vậy cho nên phát tâm xuất gia để mà tu hành thế tôn nghe xong liền gật đầu nói là trong tâm ông nghĩ phật liền tiến thêm một bước hỏi ông tâm ở đâu phật pháp thường nói có chân tâm có vọng tâm nhưng bất luận là chân tâm hay vọng tâm vậy tâm ở đâu